Chào mọi người. Và ngày hôm nay thì mình sẽ unboxing và review một số sản phẩm về thời trang. Nhưng mà tuy nhiên á, lần này không phải là những cái hãng thời trang như là H&M hay là Zara nữa, mà là mình sẽ unboxing cũng như là review cho mọi người một cái hãng thời trang mà mọi người hãy theo dõi video này để biết được xem là mình unboxing cũng như là review sản phẩm gì nha. Và để tiếp theo video này thì mình sẽ unboxing một chiếc áo của Phil God. Đây là một chiếc áo long tee của Phil God. Và các bạn có thể thấy đây là một chiếc túi zipper có hai chiều có thể mở ra và khóa lại được. Và mình khá là nhiều đồ của Phil God. Và mình thấy là cái giá thành cũng như là cái sản phẩm chất lượng mà họ đem lại cho chúng ta thì thực sự rất là tốt. Về cái túi zipper này nhá, thì chúng ta sẽ có một cái túi zipper hai chiều. Ở bên trên này có ghi chữ Forbes và Phil God, và ở dưới sẽ là chữ Essential, bởi vì đây là cái sản phẩm là mình mua. Nó là một cái sản phẩm tee bình thường cho nên là nó sẽ nằm ở trong cái danh mục là Essential của Phil God. Ở bên mặt sau thì chúng ta có những cái thông tin bình thường thôi, như là đây là những cái lưu ý và một số những cái lưu ý khác. Và bây giờ thì mình sẽ mở luôn cái túi zipper này. Phải nói là về cái điều đầu tiên khi mà mình cầm vào cái chiếc áo Phil God này thì phải nói là nó có một cái màu rêu. Điều mình hơi tiếc một chút là các bạn không thể cảm nhận được chất vải của cái áo mà chỉ nghe thông qua hình ảnh thôi. Và cái chất vải của cái áo này á, thì mình thấy là nó thực sự rất là lạ. Nó khác hoàn toàn so với những cái áo vải ở Việt Nam. Vải ở Việt Nam hay là thậm chí ở những cái local brand khác ở nước ngoài thì mình thấy là họ cũng không làm ra cái chất vải này. Về cái chất vải này thì nó nằm ở cái tầm giữa mỏng và không mỏng. Nó nằm ở cái tầm trung bình, nhưng tuy nhiên là cái độ co giãn cũng vừa đủ. Và chúng ta sẽ có một cái tag in chữ Essential ở đây, và mặt sau sẽ là logo của Forbes. Nó sẽ được đựng ở trong một cái ri băng, cái này nó gọi là cái ri băng hay là nó gọi là cái kim gì đấy mình không nhớ. Và mình sẽ tháo ra, các bạn có thể thấy. Và nó có thêm một cái tag của Fashion, bởi vì là đây là một cái sản phẩm collab giữa Phil God và Fashion. Và mình cũng sẽ tháo luôn cái tag này ra. Vì đây là một chiếc áo long tee cho nên là chúng ta sẽ có một cái phần tà cắt như này. Và cái phần tà cắt này cũng là một cái phần rất là quan trọng đối với những chiếc áo long tee, bởi vì là các bạn thử tưởng tượng xem là các bạn mặc một chiếc áo long tee nó dài qua mông mà lại không hề có cái phần tà cắt như này, thì nhìn áo long tee của các bạn sẽ giống như kiểu là các bạn mặc váy bó vậy. Và chúng ta sẽ có một cái tag và ghi ở đây là sản phẩm Essential và nó có ghi size cũng như là made in làm ở đâu đó. Và đến mắt sau thì các bạn có thể thấy là đây là một cái tag, mà cái tag này thực sự là nó là một cái đặc trưng của Phil God. Thì đối với những cái sản phẩm mà mình đã từng sử dụng á, thì họ thường là đối với những chiếc tee thì họ sẽ thường là may tag ở đằng sau, và đó là một cái phong cách riêng của Phil God. Và mình thấy là những cái hãng khác đã bắt đầu làm theo cái phong cách này như vậy, và nhìn nó rất là đẹp. Cái tag này nó in chữ Forbes và Phil God, và cũng như là dưới này nó là sản phẩm Essential, nên là ký hiệu rằng là đây là áo của Forbes và nó là nằm ở trong cái series sản phẩm là Essential. Cái điều đáng chú ý ở cái mặt sau của chiếc áo này á, đó chính là cái đường kẻ cắt này. Mình không rõ là các bạn có thể nhìn được cái đường kẻ cắt này không, nhưng mà mình sẽ nói với cả mọi người rằng là đây là một cái đường kẻ cắt mà họ đã cắt áo ra làm đôi rồi sau đó họ may vào để tạo nên được một cái đường kẻ dài từ trên cổ áo cho tới xuống tận phần cuối của áo, để là khi mà các bạn mặc áo vào thì áo của các bạn sẽ lên form rất là đẹp. Và mình có một số lưu ý đối với những bạn chưa biết mà các bạn mua đồ của Phil God, rằng là những các bạn mà mua áo của Phil God á, thì nên là check kỹ size, bởi vì là size của họ ấy là làm rất là rộng. Bình thường là mình mặc những áo phông của hãng khác á, là mình thường mặc size L và size M. Tuy nhiên là của Phil God này thì từ những cái sản phẩm như là bomber, hoodie, những cái áo tee như này thì mình đều mặc những cái size gọi là size M, size medium. Nó là một cái size cũng khá là to đối với Phil God rồi, mặc tuy nào nó lại fit được với cả người mình. Và các bạn hãy cân nhắc về cái vấn đề chọn size khi mà các bạn mua sản phẩm của Phil God. Và để các bạn có thể thấy được mình mặc những cái món đồ này thì các bạn có thể follow Instagram mình để biết được là mình mặc những cái món đồ này sẽ như thế nào. Tiếp theo sẽ là cái sản phẩm áo nữa, nhưng mà tuy nhiên là áo đơn này không phải là của áo của Phil God nữa, mà nó lại là của một hãng thời trang khá là nổi, đó chính là Minimal. Trước mặt các bạn đây là một chiếc áo của Minimal có một cái màu xám lông chuột. Tên của chiếc áo này là Drop 2T. Thì mình xem trên web nó là một chiếc áo oversize, nhưng mà tuy nhiên là mình mặc vào thì mình mới biết được. Về cái cách đóng gói của Minimal thì nó khá là đơn giản, nó không có gì gọi là cầu kỳ hơn so với Phil God cả. Nó có cái túi zipper, nó có một cái túi ni lông khá là mỏng. Và bây giờ thì mình sẽ unbox nó.
Ui, cái cảm giác đầu tiên của mình ấy khi mà mình cầm một cái chiếc áo này đó chính là về cái chất vải. Và mình không thể nghĩ được là họ lấy cái chất vải này để họ ra làm ra một cái áo này. Và cái chất vải này thì nó phải gọi là nó siêu mỏng, nó rất là mỏng và nó khá là mát. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Về những cái detail ở trên chiếc áo này thì nó khá là đơn giản. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tag của minimal. Và có một cái, nếu mình không nhầm đấy thì in đây là inside, và nó có một cái tag cũng in và cũng lắp thêm một cái ruy băng này nữa. Và mình đọc thông tin ở đây là họ có ghi ở đây là 55% là cotton và 45% là polyester. Thì đó là một cái vấn đề nó cũng không hề gọi là quan trọng lắm, bởi vì là cái áo này có giãn khá là nhiều, mặc vào thì rất là thoải mái và mát. Bây giờ thì mình sẽ mặc thử luôn cho mọi người xem. Và các bạn có thể thấy là đây là mình khi mà mình vừa mặc xong cái áo của minimal. Và các bạn có thể thấy là áo lên fit size khá là vừa. Mặc dù là mình cảm thấy là nó hơi rộng một chút, nhưng mà tuy nhiên là cái áo này nếu như mà mình mua size M thì có vẻ là mặc sẽ fit đẹp hơn. Và cái chất áo này ý, mặc vào thì nó rất là mát. Và mình nghĩ là mình sẽ dùng cái áo này mặc cho suốt cả mùa hè năm nay. Và bây giờ thì mình sẽ mặc luôn cái áo này để mình sẽ unboxing cái sản phẩm tiếp theo. Và sản phẩm tiếp theo cũng đến từ minimal, đó chính là một chiếc quần. Thì phải nói là nhắc đến minimal ấy thì thường là họ hay mua quần hơn là nhiều hơn là mua áo. Nhưng mà tuy nhiên là mình thấy áo của minimal cũng không đến nỗi gọi là xấu, cho nên là mình đã cóp luôn cả áo của minimal này. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng unboxing chiếc quần này của minimal. Đầu tiên thì phải nói về cái độ nặng của chiếc quần này. Mình hơi tiếc một chút là các bạn không thể cảm nhận được cái độ nặng của nó. Nhưng mà mình nói là cái độ nặng của nó ấy, nó khác hoàn toàn so với những chiếc quần mà mình đã từng thử ở đây. Ở đây thì mình có chiếc quần của Chris Denim thì mặc nó cũng khá là ok, độ nặng thì nó cũng vừa phải. Và bây giờ thì mình sẽ mở luôn cho các bạn sâu cho các bạn xem. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái giấy để ngăn cách, thì như là để không cho cái lớp vải nó dính vào nhau thì phải. Đầu tiên thì về cái chất vải. Chất vải này thì thực sự là mình cảm thấy sờ vào ấy thì mình cảm thấy nó rất là xịn. Về cái loại của mình đặt là M1 Stretch Denim. Thì để nói với các bạn rằng là minimal nó chia ra làm hai loại. Một loại là minimal bình thường, một loại là minimal stretch. Stretch của minimal là một cái loại quần mà nó pha thêm khoảng 2% spandex. Spandex đó là một cái chất co giãn để mặc cho để cho các bạn mặc vào nó không bị bó quá, cũng không như là bị cứng quá. Khi mà các bạn mua quần thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái cúc khuy ở cái phần này của các bạn, ở cái phần bụng của các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gỡ cái cúc này ra. Đây là cúc và kèm theo tag luôn. Và đặc trưng của chiếc quần này đó chính là cái phần tag da của nó. Về phần tag da này có in chữ minimal và nó gắn hẳn vào cái phần cản của quần. Và mình nghĩ là có một số bạn lại đặt hỏi là tại sao mình lại mua cái quần màu này, bởi vì là các bạn có thể thấy rằng là mình có khá là nhiều những cái quần màu trung tính như là màu trắng, màu đen và màu xanh. Thì mình đặt thêm một cái quần màu xám này bởi vì là mình chưa hề có một cái quần nào như thế này. Họ làm cái phần distress này cũng khá là vừa phải, cũng không quá to và cũng không quá là nhỏ quá. Và nó có vào những cái phần distress này á thì là họ làm thêm một cái màu gọi là màu trắng kem, nó khá là phù hợp với cả cái phần mài của chiếc quần. Và phải nói là chiếc quần denim này của minimal làm ra phải cực kỳ gọi là đẹp, bởi vì là các bạn có thể thấy cái detail, những cái chi tiết này họ đều làm chỉnh chu và rất là tỉ mỉ. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng test cái zipper này xem nó có mượt không. Về cái zipper họ cũng in luôn zipper riêng của minimal, có chữ minimal ở đây. Wow, các bạn có thể thấy là cái phần zipper này kéo ra kéo vào nó rất là mượt, nó không hề có một cái khúc mắc gì cả. Mình khuyến khích là các bạn mua quần của minimal thì các bạn nên mua cái quần stretch, bởi vì là cái phần stretch á thì nó sẽ có một cái độ co giãn vừa phải. Các bạn yên tâm là quần của các bạn sẽ mặc lên vẫn rất là ok, vẫn rất là đẹp. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái độ co giãn vừa đủ để các bạn có thể là vừa thoải mái chạy nhảy và vừa thoải mái đi lại. Và ok, bây giờ thì mình sẽ unboxing một cái sản phẩm cuối cùng của trong cái video này mà mình cũng vừa nhận được ngay cách đây khoảng 5 phút. Và các bạn có thể thấy là cái đóng gói của cái túi này rất lạ đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Và đây là một chiếc áo flannel của local brand Việt Nam mà họ vừa mới tặng cho mình để mình mặc thử. Và các bạn có thể thấy đây là một cái hãng gọi là Viral.
Đây là một cái hãng local brand mà mới nổi ở Việt Nam, và bây giờ thì mình sẽ unboxing cho mọi người xem. Uầy, mình chả biết nói gì nữa, nhưng mà cái chất vải của cái flannel này á thực sự rất là đẹp. Thực sự nó, cái vất vải này thực sự mặc vào sẽ cảm giác không gây cảm giác ngứa, và nó rất là mướt, kiểu nó mượt ấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tag của hãng Viral, và sẽ inside ở đây. Về cái áo flannel này thì họ làm là size O, cho nên là chúng ta sẽ mặc một cái size rất là vừa phải. Một cái điều đặc điểm về cái flannel của Viral đó chính là các bạn có thể cảm nhận được đây là cái áo, cái phần cổ này của họ làm rất là cứng. Đây là một cái trong những cái cổ mà mình thấy là ít flannel ở Việt Nam local brand có thể làm được. Và cái cổ cứng này ý, khiến cho các bạn chụp ảnh nhá, bạn hãy dựng cổ lên khoảng một nửa nhai này, thì nó thực sự rất là đẹp, thì nó thực sự rất là cool ngầu. Và đây là một cái điểm khá là khen ngợi của Viral Claw là họ đã làm được cái cổ này dựng lên. Ở hai bên ngực này thì chúng ta sẽ có hai chiếc túi để các bạn có thể là đựng đồ hoặc là để làm cho đẹp. Bởi vì là thực sự là cái túi ở trên áo flannel thì nó cũng khá là một phần quan trọng. Các bạn có thể thấy ở đây là đó chính là cái tà scoop. Thì cái tà này nó cũng khá là đẹp. Bởi vì là ngoài ra nhá, ngoài cái tà scoop ra thì chúng ta sẽ có thêm được cái zipper ở hai bên phần tà của áo. Zipper này để mở lên để có thể là mở áo ra như này. Bây giờ thì mình sẽ mặc thử lên xem form của cái áo này nó sẽ lên đẹp như thế nào. Thì các bạn có thể thấy là mình đang mặc một chiếc áo flannel của Viral, nhưng mà tuy nhiên là mình đang mặc cái áo của minimal, cho nên là cái màu của cái áo này ấy, nó không được nổi cho lắm. Và mình cảm thấy là cái áo này của họ làm rất là đẹp, rất là chi tiết. Về cái phần cổ tay này họ cũng làm cứng luôn, cho nên là chúng ta sắn cổ tay áo lên á thì cũng rất là dễ. Các bạn có thể thấy là mình đã sắn tay áo lên cực kỳ dễ luôn. Flannel của Viral ấy thì họ có khá là nhiều màu, và tuy nhiên là mình lại chọn cái màu này bởi vì là nó là một cái màu nó khá là khó để phối đồ, nhưng mà mình lại chưa có cái màu này. Đó là, và đây các bạn có thể thấy là mình mặc áo flannel lên thì nhìn trông rất là khỏe và nhìn trông khá là tạo điểm nhấn cho cái bộ outfit. Nhưng mà đây chỉ là một cái bộ outfit mà mình mặc cho mọi người xem thôi. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực những video tiếp theo, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.